cơ cấu nó cũng như phanh cơ thôi. Gạt lên là màu của nó hơi vàng vàng. Nó hơi là... chạy vào đây nó mới quay lại rồi ra đầu hướng vượng. Xe số ấy rồi. Anh đang đi xe số sản ạ? Anh đi xe gì đấy ạ? Không, anh đi thì đi nhờ xe nhưng mà kiểu quen cái số sàn rồi, nó tay hay để vào đấy. Cái này anh giả lập sang mở cộng mở trừ cũng được. Phải sang Nam cơ. Vợ ở tỉnh Madaba. Đi nó bảo gì không anh? Hả? Đi bảo gì không? Không, bảo thích nội thất. Trẻ. Bảo vợ ông thích Madaba. Ông kia thì thích con C5 bản full mới. Không có xe thử. Này bọn em có cái con trồn giữ khoảng cách để lên cao tốc hữu dụng. Tức là ví dụ xe trước đang chạy 60, mình xét cái này rồi thì ví dụ mình xe mình bám theo xe à, chỉ chạy 60 thôi, xe đấy phanh xuống 50 xe mình phanh theo. Tự động nó phanh à? Hay là... Vâng. Xe tự động phanh. Đây anh cứ bỏ chân ra. Đấy, nó sẽ bám theo xe trước. Có 4 chế độ anh nhé. Nếu mà muốn để gần xa xe kia ấy, có 4 chế độ. Sẽ bám theo. Có mình set rồi đúng không? Vâng. À 53. Đang chạy bám theo. Ví dụ mình can thiệp vào là vẫn bình thường đúng không? Vâng, can thiệp thì nó sẽ tự ngắt ra. Vâng, tự ngắt. Ví dụ mình đang là đấy, như anh đặt phanh thế là nó hết.
Ờ nói đi. Xong anh ngoảnh lại chỗ đường Châu Phong. Xuống đường dốc là nó bảo rồi chiều nay học đến mấy giờ đấy? Có nghĩa là một lần mình giảm phanh là nó cũng tự ngắt luôn. Vâng. Còn nếu không can thiệp vào phanh thì là nó cứ đi theo. Chưa. Cái này tiện cho lúc đi đoàn. Đi cao tốc tiếp. Đi cao tốc. Đoàn. Nhà chân. Mỏ chân. Chân mình chỉ nhưng mà nó vượt tốc độ thì mình vượt ạ. Vâng. Nhưng mà trong giới hạn mình xét cái tốc độ thôi. Được. Ừ. Thế sắp xếp đi sau thì đi đặc sớm. Bản này bọn em đang được giảm 20 triệu anh ạ. Con này là tỷ mấy? 1.349 tỷ. Con này là bản ở giữa. Một bản là 1.179 tỷ. Bản cao nhất 1.399 tỷ. Sát thả phanh nó giật cái gì? Alo. Mình thả phanh nó không dứt khoát nên là vẫn còn ít phanh thôi. Nó giật cái phanh này. Anh ngồi đâu đấy? Vâng, ngồi xong em hướng dẫn ra bàn đăng ký.